Xin chào quý vị, bà con, cô bác. Hôm nay Trại Dây Phúc Mỹ có giao cái lô dê nuôi cho bà con khách hàng, cho khách hàng ở Hậu Giang nha. Là bà con của cái họ, của cái xã gì đó Hậu Giang á. Mình mỗi, hình như là mỗi một hộ vậy là được 2-3 con vậy đó. Là mình đóng bao á, đóng bao cho nó nằm sàn yên tĩnh đặng vận chuyển cho nó dễ. Đây, giờ mình lựa những con phù hợp với hợp đồng ban đầu mình đóng vô bao mình chuyển đi nha. Lô này là tất cả đều là dây cái nha, dây cái tơ hậu bị ha. Không phải hậu bị hả? Vậy là dây cái tơ bầu phải không?